Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trên toàn cả nước. Và nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu mẹt đánh chim chích chòe đa năng. Thì đi chi tiết về cái mẫu mẹt này để cho anh em cùng tham khảo này. Khi anh em mua về ngoài đánh chích chòe ra thì anh em có thể là sử dụng đánh chào mào. Đấy cũng khá là hợp lý trên cái mẫu mẹt đa năng này. Về mẫu mẹt đa năng này thì anh em sử dụng là đánh trực tiếp dưới đất cũng như là treo cây khá là hợp lý. Đấy, cái mẫu mẹt này nó thay thế là cái mẫu mẹt chòe đánh đất ấy. Đấy, khá là hiệu quả. Đấy, thì bên cơ sở là sẽ thiết kế ra cho anh em là cái mẫu mẹt đánh đa năng. Đấy, ngoài đánh đất ra thì anh em có thể là sử dụng đánh treo cây. Về nguyên liệu của nó thì được làm bằng inox 100%, đấy, chống rỉ cho anh em, và cái thứ hai nữa là rất là nhẹ để cho anh em sử dụng khi mang đi đường trường đánh. Lưới giữ con chim bổi thì được làm bằng lưới mắt 3 phân này anh em này. Đấy, lưới 3 phân đan xen tất cả vào khung thành rất là chắc chắn luôn. Đối với hàng này thì về cái mẫu mẹt này thì nó sẽ có hai cái phần cầu tử, đấy hai phần cầu tử, đấy hai mặt luôn. Để cho anh em sử dụng đánh thì nó sẽ hiệu quả cao. Đấy, ngoài địa hình khó khăn ra thì anh em có thể là dương trực tiếp một mặt lên như thế này. Đấy, anh em sử dụng đánh trực tiếp một mặt là cũng khá là hợp lý. Còn mẫu mẹt này thì cách thức hoạt động của nó thì nó khá là đơn giản thôi nha. Đấy, giới thiệu qua cho anh em chưa cập nhật được video. Đấy thì anh em chỉ cần gài lên như thế này thôi. Đó, gài lên như thế này là sẽ đánh được. Đấy, gài nốt một mặt nữa lên cho anh em cùng xem nhé. Đó, anh em gài lên như thế này. Gài lên như thế này là anh em đánh được này. Đấy, gài lên thì anh em sử dụng đánh được ngay. Về đánh chim chích chòe thì anh em có thể là bỏ mồi sâu, cắm sâu đây. Đấy, cắm sâu chỗ cá này đi. Đấy, câu lên đây, sâu hoặc là dế. Còn ví dụ đánh chào mào thì anh em có thể là bỏ quả chuối, lấy quả hồng hoặc là những cái thức ăn phù hợp của chích chào mào vào đây là anh em sử dụng đánh được. Đấy thì anh em lưu ý là về cái mẫu mẹt này, cái thứ nhất là nó là nguyên liệu bằng inox, và cái thứ hai nữa được làm rất là kỹ, nên ra giá cả của nó thì nó sẽ cao hơn là cái mẫu mẹt chuyên dụng đánh đất một chút nhé. Đấy, một chút thôi. Đấy, anh em cùng lưu ý. Đấy, khi chào mào nhảy đây này, đấy, nó sẽ sập. Đấy, sập thì cái tỷ lệ mà khi anh em sử dụng đánh thì nó sẽ hiệu quả là được hai con nhiều hơn. Còn lò xo của nó thì tổng cộng là có 6 cái lò xo. Đấy, 2 này, 4 này, 6 cái lò xo. Đấy, để trợ lực cho cái mẫu mẹt này nó sập nhanh hơn. Đấy, ngoài bán cái mẫu mẹt đánh bằng mồi ăn ra thì bên cơ sở là có bán cái mẫu lụp nhốt chim mồi để đi đánh đấu. Đây anh em này, đấy, lụp chim mồi. Tất cả những cái phụ kiện bên cơ sở em bán thì đều bao phí ship vận chuyển cho anh em. Đơn ra là anh em yên tâm một điều là khi mua hàng là đã có phí ship vận chuyển rồi. Đấy, một video thì cũng giới thiệu nhanh cho anh em là về cái mẫu mẹt đánh đa năng chào hào chích chòe hai mặt. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại để góc màn hình video. Đấy, anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.